mùng 3 tháng 10 ít tiền thì có mua được xe tải cũ tốt để kinh doanh khởi nghiệp không? Xin thưa với tất cả anh em rằng là nó phải bàn ở cái khía cạnh như sau này. Nếu anh em có tầm 70, 80 triệu nhưng nó vẫn là nhiều nếu anh em chọn phải những xe nó không phù hợp. Còn kể cả anh em có bỏ ra 200, 300 triệu mà tìm được một con phù hợp mà nó kiếm ra nhiều tiền hơn lúc bạn chưa có xe thì nó vẫn là đầu tư ít tiền. Vậy thế cho nên khi đi mua xe, chọn xe, anh em cần lưu ý một số điều sau. Một rằng là xe gì thì hàng đấy. Tất nhiên rồi, mua xe phải đúng nhu cầu công việc. Cái đấy là điều tiên quyết. Chứ mua xe về với ối rồi ôi, mua xe thùng lửng về với ối rồi ôi là công việc của mình là cần thùng mui bạt, cần thùng kín, không hợp lý. Xe to quá, dài quá là vậy, bán xe bán là lỗ. Xe kể cả xe mới hay xe cũ bán là lỗ, anh em chắc chắn một điều là như vậy. Thứ hai nữa, tiền nào thì phải lấy. Chúng ta mua xe nó phù hợp rồi nhưng mà chúng ta bỏ cái đồng tiền ra, rất là nhiều anh em bảo rằng ôi giời, anh có con nào để chở trâu bò tầm loanh quanh tầm 150 không? Em bảo em có con K3000 đời 2010. Nhưng mà đời 2010 nó sâu quá, khả năng không đi được anh em ạ. Cái quan trọng ở đây rằng là ít nhưng mà nó chất, còn hơn chúng ta bỏ ra ít tiền mua một cái xe đời 17, 18. Không có chuyện ngon bổ rẻ đâu anh em ạ. Cuộc đời này chả có gì ngon bổ rẻ cả. Không có một cái gì ngon bổ rẻ. Xung quanh chúng ta, tình cảm chúng ta cũng không có một cái gì ngon bổ rẻ. Cho nên là ít tiền nhưng phải tiền nào là vải đấy. Chọn một con xe thấp một tí nhưng phù hợp. Chúng ta có thể là rằng là xe lên hạn 25 năm cơ mà. Chúng ta tính kiểu gì thì tính như bây giờ bỏ ra khoảng một con xe khoảng tầm nếu mà để mà chở ăn no vác lặng tài khỏe tầm 150, 180 trở lên là ok rồi. Chúng ta vẫn còn tầm chục năm kinh doanh. Thề với các ông là tôi buôn bán ô tô đến năm nay là năm thứ gần 10 rồi. Đấy, từ năm 2016 đến tận bây giờ là cũng là năm thứ 10 rồi. Thì dường như là để mà có khái niệm mà dùng một con xe chọn đời, chọn 25 năm ấy, ít lắm, ít vô cùng luôn. Thường thì tầm 25, 35 là dù làm được hay không làm được. Làm được thì lên xe to, còn không làm được thì bán xe rồi. Chứ để mà dùng 5 năm trở đi nó đã khó rồi. Cho nên là chúng ta tính ít thôi. Tính cái bài toán hiện tại nó dễ hơn là tính cái bài toán tương lai. Đấy, xe nó là không phải là tiêu sản nữa. Chọn một xe nó đúng thì nó là khoản đầu tư để anh em kiếm được ra nhiều tiền và dễ dàng khởi nghiệp hơn. Tiếp theo, chọn một cái xe thì nó phải dùng được, nó phải đúng pháp lý. Nhân tiện nói về pháp lý, trong cái khoảng thời gian đầu tháng 9 em có một cái phốt rằng là bán cho một vị khách hàng. Đấy, bán cho một vị khách hàng là người ta một con xe người ta dùng một năm rồi, nhưng khi trong thời gian một năm sau, tức là đợt vừa rồi, người ta đi ra tên thì em làm dịch vụ ra tên không ra tên được. Khi em ra tên không được ấy thì em hỏi nguyên nhân lý do tại sao, thì bên hồ sơ giấy tờ họ bảo rằng con xe này ấy nó là một cái, nó vẫn là tài sản của ngân hàng, là tài sản ngân hàng, nguyên tắc không được mua bán. Thì em quay trở lại lùng lại tất cả truy vết là người bán cho em là sao. Nhưng mà tạm dừng cái câu chuyện là tìm kiếm những người mà bán cho mình, thì khách hàng đến với em là bằng niềm tin, được chưa? Cho nên là em nhận lại xe, trả lại cái số tiền một con Kia K165 đời 2017, em thanh khoản cho anh Giai, mua con xe của em đấy một năm. Thì em thanh khoản lại cho anh em với giá trị hiện tại là 270 triệu, 5 triệu anh ấy cho em. Đấy là 5 triệu anh ấy cho em là 265 triệu, có đâu em thanh khoản là 270 triệu. Đấy, nhận lại xe và tiếp tục để xử lý xong xuôi êm đẹp cho khách hàng đã. Rồi em mới làm việc tiếp, và dường như cái số tiền mà em bỏ ra để mua vào thời điểm đấy nó rơi vào tầm gần 300. Thì dường như cũng chưa biết bao giờ lấy lại, nhưng xử lý êm cho khách hàng bây giờ đã. Thì anh em cảm thấy đấy là em thôi. Còn thực sự em làm những điều đấy vẫn có ý kiến trái chiều rằng là bảo là nhố nha nhố nhang, lu ta lu tu. Thực sự mình làm đúng, mình không làm sai.
Nhưng mà với tình có lý, em làm như thế để giải quyết nhanh. Nếu mà theo lý, anh em phải hiểu một cái điều quan trọng này. Ngày hôm nay ấy, nói quá nhiều chưa review xe, nhưng mà anh em nán lại một tí. Cuộc đời này nó không có gì mà tự nhiên mà ai tốt với ai đâu. Chỉ trừ bố mẹ mình tốt, mình làm sao có tốt được với bố mẹ đâu. Nước mắt chảy xuôi chả có ai nước mắt chảy ngược đâu. Cho nên á, bản thân mình tin, đừng có tin ai cả, ngay cả những cái thằng bán xe mõm. Thật mà. Cho nên là mình phải, cái quan trọng ấy, cái quan trọng là anh em phải rõ ràng. Chứ mua xe bây giờ nghe cái câu chuyện này mà cũng bảo ôi rồi thôi đi mua xe mới đi. Đúng không? Anh em mua xe mới đi. 100.000 người thì chỉ có một người dính. Nhưng mà không phải chúng ta bảo câu đen thôi đỏ quên đi, không, chúng ta lường trước được. Chúng ta gặp, chúng ta đến với những salon uy tín, chúng ta có những cam kết ràng buộc đầy đủ, được chưa? Thì chúng ta làm sao phải lo. Còn đâu chúng ta mua rẻ hơn vài ba chục triệu, chúng ta không có cam kết thì chúng ta phải chấp nhận. Đấy, nói vậy thôi. Nói ít thì anh em hiểu ít, mà nói nhiều thì anh em hiểu nhiều và cảm thông, thông cảm. Và ngày hôm nay cũng là một cái chia sẻ tóm gọn lại. Mua xe ít tiền hay nhiều tiền chưa cần biết, quan trọng là phù hợp xe gì hàng đấy, tiền nào phải đấy, rõ ràng thủ tục pháp lý với những bên mua bán đàng hoàng, được chưa? Nếu được thì bình luận số được, và nếu anh em cần thêm thông tin về xe gì thì mời tất cả anh em đi theo em đặt xe tải review thẩm thấu những mẫu xe ngày hôm nay có mặt tại thánh địa xe tải cũ lớn nhất miền Bắc, đặt xe tải Thái Nguyên.